Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu tiếp cho một em bé đang sách trên tay bạn búp bê này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Chiếc áo của em bé này thì mình sẽ tô màu cam. Em búp bê này thì mình tô một chiếc váy màu hồng. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Thì mình tô màu đen. Các bạn nhớ theo dõi hết video xem mình tô xong bức tranh này như thế nào nhé.
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu dầu tiếp theo.